Ca sĩ Titi, nhóm HKT xác nhận hình ảnh trong sòng bạc tại Campuchia. Hình ảnh một người nổi tiếng của showbiz Việt có mặt trong sòng bạc tại Campuchia được lan truyền trên mạng xã hội. Khán giả bình luận đó là ca sĩ Titi của nhóm HKT. Chiều ngày 7 tháng 11, các hội nhóm chuyên về showbiz chia sẻ hình ảnh một người đàn ông ngồi trước chồng tiền mặt trong sòng bạc tại Campuchia. Theo đặc điểm và hình xăm trên cánh tay phải, khán giả cho rằng người đàn ông tại sòng bạc chính là ca sĩ Titi. Liên hệ với Titi, quản lý nam ca sĩ xác nhận với tiền phong hình ảnh trong sòng bạc tại Campuchia là Titi. Hình ảnh này được ghi lại từ tháng 7 khi Titi qua Campuchia thăm một người bạn. Titi được bạn chỉ dẫn tới địa chỉ này mà không hề biết đó là sòng bạc. Khi tới nơi, Titi mới biết bạn của mình đang chơi bài và nhờ anh giữ tiền giúp trong thời gian đi vệ sinh, người này cho hay. Quản lý của Titi khẳng định nam ca sĩ không biết chơi bài và bận rộn với lịch diễn dày đặc. Bản thân Ti Ti không biết vì sao có hình ảnh này và chúng được tung ra trong thời điểm này, quản lý nói thêm. Ti Ti tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT. Anh sinh năm 1990. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Ti Ti hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Hiện tại, Ti Ti chủ yếu được nhắc tới với vai trò ca sĩ, kinh doanh. Anh cũng tham gia vài dự án nghệ thuật nhỏ. Ti Ti từng vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh tuy nhiên nhật kim anh cho hay cô chỉ coi ti ti là người em thân thiết